Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, Chủ nhật ngày 31 tháng 1 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam về làm việc và chúc Tết cán bộ nhân dân tỉnh Hưng Yên. Công ty cổ phần May Tiên Hưng quan tâm đến người lao động và tích cực làm từ thiện. Sôi động thị trường hoa cây cảnh Văn Giang những ngày giáp Tết xã Trình Nghĩa huyện Kim Động và xã Thụy Lôi huyện Tiên Lữ nhiều hộ thu nhập khá từ trồng hoa. Huyện Mỹ Hào phát hiện nhiều vụ vận chuyển thi thối, lòng thối, mất an toàn vệ sinh thực phẩm. Thôn Ngọc Nha Hạ xã Phùng Hưng huyện Khói Châu nhiều hộ dân tích cực ủng hộ tiền, ngày công, hiến đất làm đường giao thông thôn xóm. Gương hai học sinh trường Trung học cơ sở Nguyên Hòa huyện Phù Cử có sáng kiến ủ phân vi sinh chăm sóc cho cây trồng. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp đón Tết cổ truyền Bính Thân 2016, sáng nay, đồng chí Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam đã về thăm và chúc Tết cán bộ và nhân dân Hưng Yên. Tiếp và làm việc với Đại tướng có đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Tham dự buổi tiếp có đồng chí Đại tá Nguyễn Trí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, lãnh đạo Công an tỉnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ đã báo cáo khái quát với đồng chí Đại tướng những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh năm 2015, việc triển khai tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp vào ngày 22 tháng 5 tới đặc biệt là việc quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng chính quyền các tổ chức đoàn thể trong tỉnh tới các gia đình chính sách các hộ nghèo nhân dịp Tết Bính Thân 2016. Sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy báo cáo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả toàn diện của đảng bộ và nhân dân Hưng Yên đã đạt được trong năm 2015. Đại tướng Ngô Xuân Lịch mong muốn đảng bộ và nhân dân Hưng Yên tiếp tục nỗ lực phấn đấu để sớm đưa Hưng Yên trở thành tỉnh khá trong cả nước. Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh. Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã trao quà của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng cho Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2016, mừng Xuân Bính Thân 2016, chiều nay tại phường Lê Lợi thành phố Hồng Yên, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao hiệu Đảng đợt mùng 3 tháng 2 cho đồng chí Phạm Đình Phú, nguyên Bí thư tỉnh ủy và các đảng viên 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi Đảng. Thay mặt Ban Thường vụ tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Tiến sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã trao tặng huy hiệu Đảng cho đồng chí Phạm Đình Phú, đảng viên 40 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư tỉnh ủy và huy hiệu 30 năm, 40 năm và 50 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên đang sinh hoạt công tác tại phường Lê Lợi. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng đợt mồng 3 tháng 2, của phường Lê Lợi, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt này cho cách mạng Việt Nam cũng như các thành tích của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy mong muốn các đảng viên cần coi đây là một vinh dự lớn để tiếp tục có nhiều đóng góp cho các phong trào ở địa phương, nhất là trong triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội 12 của Đảng. Nhân dịp mừng Đảng mừng Xuân Bính Thân, đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến sĩ chúc các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng, có sức khỏe tốt, gia đình an khang thịnh vượng để tiếp tục chứng kiến sự đổi thay của tỉnh và đất nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng thông báo về thành công rực rỡ của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 vừa kết thúc và một số thành tựu kinh tế xã hội nổi bật của tỉnh trong năm 2015. Sáng nay, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Thành ủy Hương Yên đã đi thăm và tặng quà Tết cho một số gia đình chính sách tiêu biểu, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Hồng Nam, thành phố Hương Yên. Đồng chí Bí thư Thành ủy Hương Yên đã đến thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Vui, 93 tuổi, ở đội 4 thôn Điện Biên và bà Trần Thị Tạo, 100 tuổi, ở thôn Nễ Châu, Tiếp đó, đồng chí Bí thư Thành ủy đến tặng quà cháu Đặng Đức Trung, 8 tuổi ở thôn Điện Biên là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Nhân dịp Tết đến xuân về, thành phố Hưng Yên trích số tiền trên 320 triệu đồng tặng quà cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Với nhiều hoạt động chăm lo đến các gia đình chính sách và hộ nghèo nhân dịp Tết đến xuân về, công ty ô tô xe máy Hoàng Hiền vừa đi thăm và tặng 30 xuất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Mỗi xuất quà trị giá 500.000 đồng. Thăm và tặng 10 xuất quà, mỗi xuất trị giá 300.000 đồng cho các em nhỏ trường phục hồi chức năng và dạy nghề cho người khuyết tật huyện Tiên Lữ. Thưa quý vị và các bạn, với mức thưởng Tết Bình Thân và tháng lương 13, bình quân một công nhân được 19,9 triệu đồng. Công ty cổ phần Tiên Hưng có địa chỉ ở thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ có mức thưởng cao thứ ba trong các doanh nghiệp may toàn quốc. Đây vừa là sự quan tâm chia sẻ của lãnh đạo doanh nghiệp đến người lao động, đồng thời cũng là sự đền đáp xứng đáng với những đóng góp của những người trực tiếp làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tết này hai vợ chồng chị Trần Thị Thiết và anh Nguyễn Tất Tố sẽ vui hơn vì cộng các khoản tiền thưởng Tết, tiền chuyên cần, tiền ngày công cao được tổng cộng hơn 40 triệu đồng. Anh chị cho biết hơn 2.000 công nhân trong công ty đều được thưởng Tết số tiền trên dưới 20 triệu đồng một người. Với số tiền này, mọi công nhân ở công ty cổ phần Tiên Hưng có thể chi tiêu Tết khá thoải mái và dành ra được một khoản tiết kiệm để làm những việc lớn trong gia đình và cái số tiền này thì chắc là vợ chồng em cũng dành dụng chi tiêu vào những khoản khác còn đâu là tiền và ăn tết được to hơn năm ngoái cuộc sống cũng được ấm no và chắc là công nhân sẽ gắn bó với công ty lâu dài và vững chắc hơn. Năm 2015, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng lãnh đạo công ty Tiên Hưng vẫn xác định cần quan tâm đến đời sống người lao động, từ chế độ thai sản, ốm đau, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, khám chữa bệnh định kỳ, tới tiền hỗ trợ sang xe, nuôi con nhỏ và bữa ăn của công nhân được nâng lên. Với mức thu nhập bình quân là 8 triệu 250 000 đồng một người một tháng, tăng 8% so với năm 2014 và là doanh nghiệp có số thu nhập bình quân cao của tỉnh cái đặc thù của ngành may ấy, thì người, cái lực lượng lao động là cái cái quan trọng nhất đấy nó là cái, cái nhân tố quyết định cho cái cái thành công trong sản xuất kinh doanh xác định được cái tầm quan trọng ấy thì các đồng chí lãnh đạo công ty mà đặc biệt là cũng tổ chức công đoàn chúng tôi cũng quan tâm tới cái cái không những về cái về việc làm về điều kiện làm việc thế và còn về cái tinh thần À, cho các bộ nhân viên ngoài các cái tính theo các cái chính uh, chế độ chính sách thì uh, các cái quan tâm hơn nữa ngay từ khi uh, uh, về bữa ăn thế rồi uh, các cái uh, yếu đau rồi hiếu hỉ không chỉ chú ý chia sẻ khó khăn tới đời sống của người lao động, công ty cổ phần Tiên Hưng còn dành sự quan tâm đặc biệt đến các hoạt động nhân đạo từ thiện của địa phương. Mỗi năm công ty Tiên Hưng đều dành gần 400 triệu đồng để làm từ thiện nhân đạo như tham gia các cuộc ủng hộ các quỹ của tỉnh, huyện, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách. Dịp Tết Bính Thân 2016 này, công ty Tiên Hưng đã phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Tiên Lữ tổ chức thăm hỏi tặng gần 60 xuất quà, mỗi suất trị giá hơn 500.000 đồng cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn tại xã Ngô Quyền, dị chế An Viên, thị trấn Vương và các học sinh tại trường phục hồi chức năng Tiên Lữ. Đây đều là những địa bàn có nhiều lao động gắn bó với công ty và cũng là nơi doanh nghiệp đứng chân. Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Năm 2015, công ty Tiên Hưng còn nhận phụng dưỡng hai mẹ Việt Nam anh hùng là mẹ Nguyễn Thị Gừng, xã Ngô Quyền và mẹ Phạm Thị Đầm ở xã Dị Chế. Tôi yếu đau thì công ty có quan tâm đến quà cát đầy đủ lắm. Tôi phấn khởi là tôi yếu đau thế này là mất có cái công việc thì, thì công ty Tiên Hưng là quan tâm lắm. Năm 2015 doanh thu của công ty Tiên Hưng đạt 386 tỷ đồng, giá trị cổ tức chia cho người lao động là 55%. Với những cố gắng trên các mặt công tác, năm 2015, công ty cổ phần Tiên Hưng được Bộ Công Thương, Bộ Công an và Công đoàn Dệt May Việt Nam tặng cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh, làm tốt phong trào, toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc và quan tâm đến người lao động. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, mưa rét kéo dài trong những ngày vừa qua đã làm ảnh hưởng ít nhiều đến một số loại hoa thân mềm. Tuy nhiên, điều này cũng không làm ảnh hưởng đến sự sôi động của thị trường hoa cây cảnh ở Văn Giang những ngày giáp Tết. Theo các nhà vườn cho biết, với thời tiết mưa rét kéo dài như hiện nay, rất thuận lợi cho việc giữ hoa quả, nhất là với một số loại quả ghép như bưởi, cam, phật thủ, vì thế không có biến động về giá cả. Mặc dù đến nay đã có khoảng trên 80% diện tích đã được bán, nhưng hàng ngày vẫn có hàng chục đoàn khách đến tham quan và tìm mua, thông thường thị trường sôi động nhất vào sau ngày 23 tháng chạp. Còn tại vùng hoa Xuân Quan, nơi đây đã trở thành chợ đầu mối để phân phối cho các tỉnh phía Bắc. Với những loại hoa được trồng tại đây, dù giá không biến động nhưng cơ bản đã được vận chuyển đi tiêu thụ. Các nhà vườn cho biết mưa rét những ngày qua cũng đã làm cho một số loại hoa lá mềm như hoa thanh tú, bạch dương, dạ yến thảo, ngọc thảo bị táp, héo. Tuy nhiên, thiệt hại là không đáng kể. Thời điểm này, các hộ dân ở xã Trí Nghĩa, huyện Kim Động đang đẩy mạnh chăm sóc hoa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Hiện tại, tổng diện tích trồng hoa của xã Chính Nghĩa khoảng hơn 30 mẫu, tập trung chủ yếu ở thôn Tạ Hạ. Toàn xã có hơn 50 hộ trồng hoa, trong đó nhiều gia đình trồng với diện tích lớn như hộ ông Trần Văn Thịnh trồng một mẫu, Nguyễn Duy Hào 8 xào, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Văn Khương 7 xào. Người dân chủ yếu trồng những loại hoa có giá bán trung bình và dễ tiêu thụ, cụ thể là hoa dơn, hoa violet, đặc biệt các loại hoa cúc như cúc vàng, cúc trắng, cúc đỏ hồng. Hiện nay các loại hoa phục vụ Tết đều đã ra nụ. Các nhà vườn đã lắp đặt hệ thống bóng điện chiếu sáng quanh vườn, điều chỉnh ánh sáng để hoa nở đúng thời điểm. Đây là giai đoạn cây hoa cần nhiều chất dinh dưỡng để bông hoa nở to, màu sắc bắt mắt, nên các nhà vườn đang để mạnh chăm sóc. Theo các hộ trồng hoa ở đây cho biết, giá hoa năm nay không khác nhiều so với năm ngoái: 15.000 đồng trên 10 bông cúc, 20.000 đồng 10 bông dơn và 18.000 đồng 10 bông violet nếu thời tiết thuận lợi, mỗi sào trồng hoa cho thu trung bình từ 15 đến 20 triệu đồng trong vụ hoa Tết. Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ là một địa phương có truyền thống trồng hoa, nhiều hộ thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Toàn xã có khoảng 50 hộ trồng hoa tập trung ở thôn Lệ Chi, Thụy Lôi, Thụy Dương với diện tích khoảng 20 mẫu, chủ yếu giống hoa loa kèn và hoa cúc các loại. Một số hộ trồng nhiều như gia đình anh Trần Văn Tú, Ngô Thị Thủy, Tạ Văn Hiền, Hiện nay, bà con đang tập trung chăm sóc để hoa nở đúng thời điểm, phục vụ thị trường Tết Nguyên đán. Những diện tích hoa cúc các loại đang thu hoạch được thương lái trong tỉnh và Hà Nội thu mua với giá 1.500 đồng một cành. Trung bình một sào thu hoạch khoảng 3.000 cành một năm, trừ chi phí cho lãi khoảng 15-20 triệu đồng một sào. Tết Nguyên Đán đang đến gần, đây là thời điểm người tiêu dùng bắt đầu sắm sửa hàng hóa trang hoàng cho ngày Tết. Để giúp người tiêu dùng tránh mua phải hàng hóa kém chất lượng, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, những ngày này, bên cạnh việc kiểm tra lên ngành, đội quản lý thị trường số 4 đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã và đang tăng cường các biện pháp kiểm tra hàng hóa. Cũng như nhiều gia đình khác trên địa bàn huyện Mỹ Hào, gia đình bà Phan Thị Thúy, thị trấn Bần Yên Nhân, cũng đã bắt đầu đi mua sắm hàng hóa chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán. Bà cho biết, do được cảnh báo nhiều lần về tác hại của hàng giả, hàng kém chất lượng, ảnh hưởng xấu tới sức khỏe, nên năm nay bà chọn giải pháp là vào các cửa hàng siêu thị có uy tín để lựa chọn đồ. Bởi theo bà, những cửa hàng này đã được các cơ quan liên ngành kiểm tra, nên yên tâm hơn khi lựa chọn. Chủ yếu là tôi chọn cái hàng Việt Nam, Nói chủ yếu ví dụ kể cả bánh kẹo, tôi thường thường các cái công ty phải có thương hiệu mới này nó phải có xuất xứ và nguồn gốc rõ ràng, mới lệ cái chúng tôi quan tâm đến cái hạn sử dụng được tuyên truyền nhắc nhở, đặc biệt là ký cam kết không buôn bán pháo nổ hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng nhái. nên năm nay phần lớn các cửa hàng kinh doanh trên địa bàn huyện Mỹ Hào chủ yếu bán hàng trong nước và các mặt hàng đã được kiểm định về chất lượng để phục vụ người tiêu dùng cửa hàng năm nay cũng như mọi năm là chúng tôi đều nhập trong nước và nhập khẩu nước ngoài nữa thế nhưng chủ yếu mình vẫn hướng về hàng việt nam chất lượng cao cũng như là những số sản phẩm ở trong các nước asean hội nhập để bảo vệ người tiêu dùng, nhất là vào dịp tết nguyên đán khi nhu cầu mua hàng hóa tăng cao, bên cạnh công tác kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm của huyện, những ngày này, đội quản lý thị trường số 4 đóng trên địa bàn huyện Mỹ Hào đã tiến hành 3 đợt kiểm tra được trên 30 cửa hàng siêu thị và 7 đơn vị sản xuất rượu, mứt tết, bánh kẹo. Tuy không phát hiện ra hàng giả, hàng nhái, song đội quản lý thị trường đã bắt trên 4 tấn thịt ôi thiêu, đã tiêu hủy và xử phạt 23 triệu đồng, bắt trên 1,2 tấn lòng ôi thiêu, tiêu hủy và xử phạt 6,3 triệu đồng. Để phục vụ cho những người tiêu dùng trong dịp tết nguyên đán thì chúng tôi đã được lãnh đạo tri cục cũng như chúng tôi là những người trong đội mà trực tiếp đi làm cái nhiệm vụ thì thường xuyên là đi kiểm tra, kiểm soát tất cả các mặt hàng phục vụ tết nguyên đán và cũng cảnh báo cho tất cả những người tiêu dùng là mình trước khi mua hàng hóa bất cứ loại hàng gì thì mình phải xem được cái nhãn mát nguồn gốc xuất xứ của những hàng hóa sản xuất cũng như là cái hạn sử dụng để tránh mua phải những cái hàng kém chất lượng rồi hàng giả. Với sự vào cuộc tích cực của các lực lượng chức năng, người tiêu dùng sẽ yên tâm hơn khi lựa chọn hàng hóa đảm bảo chất lượng phục vụ trong dịp Tết. Thôn Ngọc Nha Hạ, xã Phùng Hưng, huyện Quế Châu đã huy động sức người sức của trong việc hoàn thành 19 tiêu chí, đặc biệt làm tốt công tác xã hội hóa xây dựng đường giao thông nông thôn. Tính đến nay, toàn thôn xây dựng được hơn 3.000 mét đường, trong đó người dân đóng góp toàn bộ chi phí xây dựng hơn 1.000 mét. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, ngay khi phát động, người dân đã có nhận thức và hành động đối với việc xây dựng đường làng ngõ xóm. Do đó, tổng kinh phí xây dựng là trên 2 tỷ đồng, thì người dân trong thôn đóng góp trên 1,5 tỷ đồng. Cùng với đó, hơn 20 hộ đã tự nguyện hiến gần 250 mét vuông đất. Nhờ sự chung sức chung tay vào cuộc từ cán bộ đến người dân trong thôn mà nhiều tuyến đường mới được hình thành, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đi lại của người dân. Chiều ngày 29 tháng 1, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện đề tài xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm chức năng Trường Sinh cốt từ nguồn nguyên liệu tại tỉnh Hưng Yên do công ty trách nhiệm hữu hạn Dược Superfrank chủ trì thực hiện trong 2 năm 2015-2016. Năm 2015, Ban chủ nhiệm đề tài đã xây dựng và hoàn thiện quy trình sản xuất thực phẩm chức năng trường sinh cốt dạng viên nén bằng nguồn dược liệu. Có 60 bệnh nhân tình nguyện mắc bệnh đau xương khớp chân tay tê mỏi, đau dây thần kinh tọa trên địa bàn huyện Phù Cử, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên sử dụng sản phẩm một đợt là 120 ngày đều cho thấy có tác dụng hiệu quả. Tuy nhiên, qua quá trình theo dõi khi sử dụng sản phẩm vẫn còn một số hạn chế, đó là cây nóng trong tác dụng với nhóm người cao tuổi hạn chế hơn để tiếp tục hoàn thiện, hội đồng lưu ý nhóm đề tài cần đưa ra tiêu chí quy trình sản xuất để giảm đến mức thấp nhất các hạn chế gây ra khi sử dụng thuốc. Xuất phát từ thực tế việc sử dụng thuốc phân bón hóa học ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, hai em học sinh Đặng Thị Nguyệt và Lê Thị Thúy Kiều, trường Trung học cơ sở Nguyên Hòa, huyện Phú Cử đã tự ủ phân vi sinh từ cây họ đậu và các loại rau màu khác. Đề tài đã đạt giải ba trong cuộc thi nghiên cứu khoa học cho học sinh trung học cơ sở cấp huyện nguyên liệu để sản xuất phân hữu cơ vi sinh đều dễ tìm dễ kiếm, trừ chế phẩm sinh học men bôi có thể tìm mua ngoài thị trường với giá khoảng 120.000 đồng một kg, thì các nguyên liệu khác như thân lá, dễ các loại cây rau màu, thùng nhựa, phân gia súc đều có sẵn trong các hộ gia đình. Tuy nhiên, dựa vào đặc điểm gieo trồng cây nông nghiệp tại địa phương và kiến thức sinh học đã được học, các em nhận thấy dùng những cây họ đậu mang lại nhiều hiệu quả tốt hơn bởi chúng có những nốt sần ở rễ giúp tổng hợp nitơ xuất phát từ việc uh, sử dụng phân bón uh, hóa học nhiều trong xã hội nay và uh, từ uh, việc khi quê hương em trồng rất nhiều các loại cây họ đậu sau mỗi mùa thu hoạch thì người dân thường vứt ra ngoài đường vì cây đấy không thể dùng để đun nấu hoặc cho bò ăn gây uh, ô nhiễm môi trường và tạo nhiều uh, nơi cư trú cho nhiều sinh vật gây hại vì vậy nhóm chúng em tranh trở tại sao rằng không dùng những cây ấy trở thành phân hữu cơ vi sinh và nhóm nghiên cứu chúng em đã từ thực trạng đời sống diễn ra hàng ngày nên chúng em đã có đề tài và nghiên cứu về cái cây này các nguyên liệu như men sinh học pha nước cây rau màu phân gia súc được trộn đều theo tỷ lệ nhất định rồi được ủ kín bằng bạt ni lông sau thời gian từ 20 đến 25 ngày, tiến hành đảo trộn từ trên xuống, từ ngoài vào trong cho đều, ủ tiếp khoảng từ 25 đến 35 ngày nữa là có thể sử dụng tốt cho cây ăn quả, cây công nghiệp sau màu. Hai em này là hai em có lực học giỏi. Thế vào trong quá trình nghiên cứu là các em rất là say mê, rất là tích cực tìm hiểu, nghiên cứu. Với đây là kiến thức tương đối rộng mà khó. Bên cạnh cái việc mà học hỏi từ các thầy thì các em cũng tích cực là vào trong địa phương nơi các em sinh sống, các em trực tiếp là hỏi những kinh nghiệm quý báu mà từ trước đến nay mà các bậc phụ huynh để lại. Cách ủ phân vi sinh của Kiều và Nguyệt không cầu kỳ, đòi hỏi cao về kỹ thuật nên ai cũng có thể làm được. Bởi vậy, hai em luôn mong muốn cách ủ phân vi sinh của mình không chỉ là lý thuyết mà sẽ được nhân rộng trong nhân dân tình nguyện tham gia làm cộng tác viên dân số tại Ban Dân số xã Hoàng Hanh, thành phố Hưng Yên từ khi ban mới thành lập vào năm 2000. Trải qua 15 năm công tác với đồng lương ít ỏi, nhưng chị Nguyễn Thị Hoàn vẫn ngày ngày miệt mài cần mẫn với công việc tuyên truyền, vận động người dân, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc. Với mức lương hỗ trợ còn khiêm tốn, chỉ với 100.000 đồng mỗi tháng, nhưng trong công việc, Chị Hoàn luôn nhiệt tình tận tụy với người dân, được mọi người tin tưởng nên công việc tuyên truyền luôn đạt được hiệu quả cao, đặc biệt là trong cuộc vận động không sinh con thứ ba. Ngoài phát tờ rơi, chị thường xuyên cùng các cộng tác viên dân số đến từng hộ gia đình tuyên truyền, đồng thời khéo léo phân tích và hướng dẫn các cặp vợ chồng cách sử dụng các biện pháp tránh thai để không bị vỡ kế hoạch. Mưa dầm thấp lâu, đến nay số trường hợp sinh con thứ ba ở xã rất thấp, tỷ số giới tính khi sinh là 83 bé trai trên 100 bé gái. Bằng sự yêu nghề và kinh nghiệm vốn có, chị Hoàn đã góp phần không nhỏ vào việc thay đổi nhận thức, hành vi của người dân, đồng thời giúp người dân địa phương xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình thời sự tối mai thứ hai ngày mùng 1 tháng 2 năm 2016 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, cùng với phản ánh những tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Niềm vui trên xã nông thôn mới thắng lợi huyện Văn Giang. Huyện Kim Động tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh năm 2015 tăng cao. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý đón xem.